Chào các bạn nhé, đây là bốn con trẻ than non mà lúc mới bắt hôm 30/4. Thì hôm nay là mùng 3 này, cũng được hơn 3 ngày rồi, gần 4 ngày. Cũng tương đối lớn các bạn. Chủ yếu là em cho ăn cám. Thì ngoài cám ra thì em cho nó ăn sâu, quy. Và thỉnh thoảng cho nó ăn một con châu chấu và dế. Mà những lúc không có sâu dế thì em tạm thời cho nó ăn tí thịt cũng được các bạn. Thịt này cắt nhỏ đã trộn với cám. Thì nói chung là với con trời than này thì ta cho nó ăn càng nhiều mồi tươi mà cái chúng ta cho nó ăn nhiều thì con chim nó rất là nhanh lớn các bác ạ. Như này thì em vẫn cũng cho ăn hạn chế cái mồi tươi, chủ yếu là cám nhiều nên nó cũng không được lớn lắm, nhưng mà nếu mà nhiều mồi tươi thì nó lớn rất là nhanh các bác. Hôm nay mới được hơn 3 hôm á. Chú bắt này. Bắt nó vẫn đen phui chưa có tí lông nào. Đây, con này nó cũng đã bắt đầu dài hết lông ống rồi. Nuôi mấy con chim non này cũng tương đối mất cái thời gian để con chim non này nó ăn liên tục các bác ạ. Nếu ai không có thời gian cũng hơi khó nuôi, bởi vì có khi đôi tiếng, đôi hai tiếng, ba tiếng lại phải cho nó ăn một lần. Con chim non này nó rất là háo ăn. Thì nếu mà để thời gian lâu quá không cho nó ăn mà chúng ta bận công việc đi từ sáng đến trưa, còn là lâu quá thì con chim non nó dễ chết, thì nó đói. Nên là nuôi chim non này nó mất cái thời gian các bạn. Nên nó cũng có cái niềm vui. Mỗi lần cho nó ăn là rất là vui. Sau này nó lớn lên thì nó thuần thì rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta lại đổi lại, chúng ta phải mất cái thời gian thôi chứ làm nào được. Bây giờ em tiến hành cho nó ăn. Cái thịt này em thái nhỏ, thịt dế hoặc sâu bớt trộn với cám, ướt sệt sệt rồi. Bón cho nó ăn. Nó ăn tương đối nhiều và nó ỉa cũng là tương đối nhiều các bạn. Nên là cái phân nó phải dọn liên tục cho nó sạch. Những con chim non này, những bác nào nó phải có thời gian mới được. Không có thời gian thì hơi khó nuôi. Không có thời gian. Từ hôm em bắt nó về là hôm 30/4, thì hôm nay là mùng 3/4, được gần 4 ngày, nó cũng tương đối lớn. Đòi ăn liên tục các bạn. Vừa nãy cho ăn, giờ nó lại đòi ăn đi. Dế và châu chấu là tốt nhất các bác nhé. Ngoài ra bổ sung thêm sâu hoặc là thỉnh thoảng không có cho thịt ăn cũng được. Nên trộn với cám ướt sột sệt này để thứ nhất là cho nó dễ nuốt, thứ hai nó không cắt nước, thứ ba là nó sẽ quen dần với cám các bạn. Nếu mà nó cứ còn nhỏ này như hôm em mới bắt ra nó vẫn còn nhỏ mà nguyên cho nó ăn nguyên cám không ạ thì nó sẽ không đủ chất. Thì vẫn được thôi nhưng mà nó sẽ lâu lớn các bạn. Bởi trong cái cám này nó không thể đủ, không thể nhiều chất bằng mồi tươi được. Nên em phải thường xuyên cho nó ăn mồi tươi các bạn. Không có dế, hết dế thì em phải bổ sung thịt này. Ta nuôi này thì cần trong vòng chục hôm nửa tháng là con chim nó rất là khác, lớn rất nhanh. Đó. Vừa hôm 30/4 là nó vẫn còn đen thui, nó chả có tí lông nào luôn. Mà hôm nay là sang ngày thứ mùng 3 thì nó lại là nó lại lớn này rồi các bác. Yeah.
Con này là khả năng con đầu đàn. Nó lớn đó. Trong bốn con này sẽ có hai con trống, hai con mái các bác nhé. Thì em nuôi lên thì có thể là mình huấn luyện để chơi hót, hoặc có thể mình ghép thành hai cặp thì sau này cho nó đẻ cũng được các bác ạ. Mình nuôi non này nó dễ hơn, nó cứ đủ tuổi, nó lớn đủ lông đủ cánh là ok, đến thời kỳ là nó hót thôi, chứ không như những con bổi chúng ta bắt về. Con bổi bắt về đôi khi là còn phải chờ có con nó rất lâu nó cũng chịu hót, nhưng mà chim non nuôi lên, tất cả các loại chim non lên thì nó trưởng thành là nó hót các bác. Thì công việc vậy thôi. Thì nuôi chim non thì chúng ta phải tranh thủ dành nào lúc nào nó đòi ăn chúng ta phải cho nó ăn. Thì nó ăn càng nhiều chúng ta phục vụ được cho nó nhiều, ăn đủ chất thì nó nhanh lớn. Còn chúng ta cho nó ăn nguyên cám không thì cũng được thôi. Nhưng mà theo nghĩ là nó sẽ lâu lớn các bác nhé. Rất lâu lớn. Nếu mà nguyên cám không thì con cám, trong cám này không thể đủ chất bằng các loại mồi tươi và chúng ta bổ sung này nhé. Thì đây là cái video thứ hai là làm về cái tổ chim trẻ than non, là từ hôm 30 em làm một video thì hôm nay tiếp tục em lại úp một video lên nữa, vẫn về mấy con chim này để chia sẻ về chúng ta cùng nhau nuôi con chim để giao lưu các bác nhé. Thì đợi nó lớn vài ngày, nó lớn nó đứng cầu thì em lại quay lên một số video nữa các bác nhé. Rồi chào và hẹn lại các bác nhé.